Khánh Ly sẽ bị cấm về Việt Nam biểu diễn. Từ khóa Khánh Ly đang nguyên đang lên xu hướng tại Việt Nam, lượt người tìm kiếm về hai ca sĩ hải ngoại này tăng chóng mặt. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm đó không phải là các Việt Kiều, mà chính là người dân trong nước. Thế hệ 6X, 7X, 8X vẫn chưa quên được giọng ca Khánh Ly chuyên về dòng nhạc trịnh, Bolero, một giọng hát mùi mẫn khiến nhiều người say đắm. Đặc biệt là đồng hương Việt Nam ở hải ngoại, Khánh Ly trở thành thần tượng đình đám một thời. Song lượt tương tác tìm kiếm đối với Khánh Ly hay Đăng Nguyên, đối với cộng đồng trong nước đều không mấy thiện cảm với hai ca sĩ này. Thậm chí còn nhiều người quan tâm đến chuyện chính trị thì tìm vào trang cá nhân của các ca sĩ này nói nhiều lời thậm tệ, chửi bới chỉ vì những con người này đã từng rời chân khỏi đất nước tham gia vào đoàn tuồng chèo chống Cộng sản Việt Nam. Và họ từng uống máu ăn thề, nếu Việt Nam vẫn còn Cộng sản thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng đến nay thì mọi chuyện đã khác. Lệ Mai, tức nghệ danh Khánh Ly, sinh năm 45, quê ở Hà Nội. Ở cái tuổi sắp bát tuần, đã ngửi thấy mùi hương khói của quê hương, nên việc quay lại Việt Nam lần này với một số show diễn cũng là điều trăn trở, ao ước của Khánh Ly. Mặc cho trước đây từng thề độc, nếu Việt Nam còn Cộng sản thì sẽ không quay lại. Nhưng hiện nay Việt Nam có hơn 90 triệu Cộng sản trong nước, cùng nhiều Cộng sản ở bên ngoài, thì việc ở hay về với Khánh Ly không còn vấn đề. Mặc dù biết rằng đang ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt, tuy nhiên vì điều kiện, hoàn cảnh, cuộc sống và nhiều điều trăn trở, nên việc quay trở lại với quê hương là chuyện đau đáu cả đời người. Các cụ bảo rằng ở cái tuổi gần đất xa trời thì chỉ muốn về với quê hương, chẳng thích tay tàu gì nữa. Nửa đời phiêu bạt còn lại về úp mặt vào sông quê. Và nói đến đây, nhiều người hiểu như cụ Huy, Hà Vũ, từng tuyên bố mạnh miệng chửi chế độ Việt Nam, nhưng đến nay nói rằng có cơ hội sẽ quay lại quê hương. Lần quay lại lưu diễn này của Khánh Ly cũng như Đan Nguyên nhận nhiều lời chê trách, tuy nhiên cũng nhận được nhiều tấm lòng rộng mở của quê hương chào đón, vì nhiều người cho rằng với họ, miễn là những con người này biết được sai lầm, hiểu được giá trị của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, thì đất mẹ luôn mở rộng trái tim chào đón họ, dung dưỡng họ, tha thứ cho họ và dẫn dắt về phần đời còn lại. Còn với tôi, những người như Khánh Ly, Đan Nguyên hay ai khác, thật sự đáng thương, không đáng trách. Vì vậy, khi đánh giá, soi xét họ phải nhìn dưới nhiều khía cạnh, đừng chửi bới, mặc hạn, mà hãy mở rộng tấm lòng chào đón họ để thấy được tình người của Cộng sản, để họ thấy được giá trị nhân văn, nhân đạo của chính quyền, chứ không phải họ tuyên truyền với nhau chỉ nhằm vào mục đích bôi trò, trát trấu vào chế độ. Dù là ai đã từng làm gì, nếu họ có lòng quay trở về quê hương bằng sự chân thành hối lỗi, thì chúng ta hãy mở rộng tấm lòng vị tha, đừng mạt sát họ, để họ phải thương tuổi với đời, với người. Cho họ con đường quay lại quê hương, đất nước là giá trị thật sự nhân văn, nhân đạo, mà đó mới là phẩm giá của người Cộng sản. 20 năm ngày mất danh ca Ngọc Lan, khán giả tiếc nhớ một huyền thoại. Ngày 6 tháng 3 năm 2001, khán giả cả nước lẫn công chúng tại hải ngoại sốc khi nghe tin danh ca Ngọc Lan qua đời. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh đa xơ cứng, thị lực mất dần, nữ ca sĩ gốc Nha Trang trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện bang California. Sự ra đi đột ngột của giọng ca sinh năm 1956 khiến công chúng bàng hoàng. Trải qua 20 năm kể từ khi Ngọc Lan rời cõi tạm ở tuổi 45, người yêu nhạc vẫn thổn thức mỗi lần nhắc đến tên bà. Ca sĩ Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 56 tại Nha Trang. Bà là một trong những ca sĩ đình đám tại hải ngoại với chất giọng đặc trưng cùng nhan sắc mặn mà. Nữ ca sĩ được xem là hình mẫu nghệ sĩ tài năng, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách trình diễn của nhiều thế hệ ca sĩ sau này như Minh Tuyết, Y Phương, Lâm Thúy Vân. Năm 24 tuổi, Ngọc Lan đặt chân đến Mỹ và định cư tại Minnesota. Để trang trải cuộc sống tại xứ người, gia đình nữ danh ca bán hamburger. Vì muốn có thêm thu nhập để đi học và phụ giúp cả nhà, bà đi hát tại một số quán cà phê và buổi biểu diễn nhỏ nhờ một vài người bạn giới thiệu. Sau đó 2 năm, sự nghiệp ca hát của bà chính thức khởi sắc ở California và nhanh chóng vụt sáng thành sao. Bằng chất giọng ngọt ngào, trữ tình, phản phất nỗi buồn, Ngọc Lan được nhiều người biết đến và ái mộ. Từ đây các trung tâm băng đĩa nổi tiếng bắt đầu chú ý, đặc biệt là băng nhạc Ngọc Lan 1 như Em Đã Yêu Anh và Ngọc Lan 2, Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ. Cái tên Ngọc Lan bắt đầu gây tiếng vang và lần lượt đưa bà đến ánh hào quang của danh vọng. Khi đang ở đỉnh cao, Ngọc Lan khiêm tốn cho biết, mỗi người có một cái nghiệp của tôi gắn với cuộc sống ca hát, từ sự tình cờ này tiếp sự tình cờ khác mà ngày nay tôi đã thành ca sĩ mang tên Ngọc Lan và đang được trình diễn cho quý vị. Lý giải về việc Ngọc Lan nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, giới chuyên môn cho rằng bà vừa xuất hiện đã giải tỏa cơn khát của nền âm nhạc hải ngoại. Thời điểm đó, thị trường âm nhạc đang thiếu ca sĩ và những gương mặt mới. Không chỉ ra mắt đúng lúc, dòng nhạc mà bà đang theo đuổi cũng rất được lòng khán giả, cách hát mộc mạc, dịu dàng cùng ngoại hình nữ tính, hiện đại theo kiểu phương Tây. Chính là điểm cộng giúp nữ ca sĩ chinh phục khán giả.
Giải mã về sức hút của mình, Ngọc Lan cho biết trái tim nhạy cảm đưa bà đến thành công. Trời sinh ra, trái tim vốn có nhiều xúc động, nhất là trái tim của người nghệ sĩ. Một chút buồn cũng làm mình buồn, một tháng vui cũng làm mình hạnh phúc. Đọc một truyện hay tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Xem một cuốn phim hay tôi đã thấy rất vui. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tên tuổi Ngọc Lan bắt đầu lắng dần và biến mất một thời gian. Mặc dù thỉnh thoảng trở lại sân khấu, nhưng người hâm mộ nhận ra bà phần nào tiêu tụy, giọng hát không còn như trước. Năm 1994, bà kết hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa, tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng không còn sôi nổi. Năm 98, bà bắt đầu từ giã sân khấu và lui dần vào bóng tối vì bệnh tình càng nặng. Trước đó, nữ ca sĩ cùng chồng xuất hiện trong một chương trình truyền hình để thông báo về bệnh tình, cũng như những tin đồn thất thiệt về bản thân. Cuối cùng, sau thời gian chống chọi với căn bệnh quái ác, Ngọc Lan từ giã cõi đời ở tuổi 45 vào năm 2001. Đám tang của bà diễn ra đẫm nước mắt của công chúng ái mộ, được cho là tang lễ của nghệ sĩ có nhiều người tham gia nhất thời điểm đó. Từng dòng người nối chân nhau đưa bà về nơi an nghỉ. Ngọc Lan ra đi, nhưng tiếng hát của bà trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người yêu nhạc. Nhiều ca sĩ đã viết loạt ca khúc tưởng nhớ danh ca bạc mệnh như Gãy cánh thiên hương, Tiếng hát mong manh, Huyền thoại Ngọc Lan, Vĩnh biệt một loài hoa. Cuộc đời chân chuyên của ca sĩ Như Quỳnh. Như Quỳnh sinh năm 1970, được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt ngào hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình, khiến bao người mê mệt như Người tình mùa đông, Duyên phận, Vùng lá me bay, vân vân. Tuy nhiên, để có được thành công hiện tại, cô đã trải qua tuổi thơ vất vả, từng bị bạn bè kỳ thị xa lánh bởi nhà nghèo. Trong một chương trình, nhạc sĩ Phương Uyên từng kể về gia cảnh của Như Quỳnh, thuở Hàn Vi. Tôi không bao giờ quên ngôi nhà của Như, nhà gần kho đạn, nhà nền đất, có đúng một cây đu đủ, tài sản duy nhất trong nhà. Tội nghiệp Như lắm vì cô ấy chỉ có mỗi một cái áo trắng và váy màu xanh. Như đi chơi, đi học hát, cũng mặc cái đó. Chính Như Quỳnh thừa nhận vì hoàn cảnh khó khăn nên phải mặc bộ đồ nhiều ngày liền. Năm 93, Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ, nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích Như Quỳnh không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, đầy cảm xúc, gương mặt đượm vẻ u buồn mà còn mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt. Tài năng xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời Như Quỳnh gặp không ít chuyên chuyên đổ vỡ. Chuyện tình cảm của Như Quỳnh từng có rất nhiều lời đồn thổi, tuy nhiên nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng giải thích. Tính của tôi là từ khi còn trẻ đến giờ, ít khi nào mình lên tiếng hay giải thích, chia sẻ điều gì. Tôi cũng không bao giờ mang chuyện bản thân kể cho người khác nghe hay hỏi chuyện người khác, cô từng bày tỏ. So với nhiều người, Như Quỳnh lập gia đình, sinh con khá muộn. Nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với chồng là kỹ sư không lưu trong chính phủ Mỹ. Có một cô con gái tên Melody Đông Nghi sinh năm 2007. Tuy nhiên, Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức hôn lễ. Năm 2015, trong một talk show, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Nữ ca sĩ cũng tâm sự những chua cay cuộc đời cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến cô càng mạnh mẽ hơn. Như Quỳnh từng nói rằng trong con người mình có 50% là đàn ông, 50% là phụ nữ. Khi khoác lên mình chiếc áo dài bước lên sân khấu, cô thấy mình là phụ nữ. Khi trở về với cuộc sống đời thường, nữ ca sĩ thấy mình là một người đàn ông. Vì thế Như Quỳnh chia sẻ cô có thể tự chủ được cuộc sống mà không quá phụ thuộc vào người đàn ông. Trải qua bao sóng gió, nữ ca sĩ cho biết cuộc sống hiện đã phần nào khởi sắc. Như Quỳnh nói cuộc sống của cô khá đơn giản. Giọng ca hoa trinh nữ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có khổ đau, buồn vui, có những giây phút hạnh phúc. Nữ ca sĩ thấy mình có may mắn là các tác phẩm mình thể hiện hầu như đưa vào đời sống, nhiều thế hệ khán giả lắng nghe và đón nhận. Mình cảm nhận và hóa thân vào nhân vật, hoàn cảnh trong tác phẩm mà tác giả, nhạc sĩ muốn gửi gắm. Cả thanh xuân của Như Quỳnh là dành kể chuyện buồn tình yêu trong cuộc sống rồi. Nhưng có qua những nỗi buồn ta mới trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc. Quỳnh vẫn cảm ơn khán giả luôn yêu thương một Như Quỳnh với chuyện hoa sim, duyên phận, chuyện tình hoa trắng, tơ tằm, Vùng lá me bay. Quỳnh tin là có một ngày em sẽ có người đàn ông nói với mình là anh sẽ cưới em, cô tâm sự. Sau khi sang Mỹ một thời gian, bố mẹ Như Quỳnh chia tay. Cô sống với em trai Tường Khuê và mẹ, bố cô sống riêng. Dù vậy, Như Quỳnh vẫn cố gắng đi về giữa hai nơi chăm sóc cho cả bố và mẹ. Sau khi mẹ ruột qua đời, Như Quỳnh mất đi chỗ dựa tình cảm, là chị cả trong nhà. Như Quỳnh lo hết mọi việc. Cô đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 91. Tâm sự, trước đây, cuộc sống của mình buồn nhiều hơn vui. Chỉ có bước lên sân khấu mới tạm quên đi nỗi buồn. Hồi năm 2021, bố ruột Như Quỳnh qua đời khiến cô suy sụp. Sau đó cô quyết định trở về Việt Nam đón Tết vì thật lòng. Khi tâm trạng rối bời, cô chỉ muốn về quê hương, thăm quê cha đất tổ. Như Quỳnh cũng tiết lộ về việc bị chứng mất ngủ suốt hơn 20 năm qua. Cô đã tìm đến nhiều bác sĩ để điều trị và cũng đã phải uống thuốc. Lý giải nguyên nhân của bệnh mất ngủ, Như Quỳnh thừa nhận là do đặc thù công việc. Bên cạnh đó, cô phải uống thuốc để điều trị khối u bướu nhỏ ở não. Và theo cô,
thuốc này uống vào bị trữ nước trong người, thêm phần mình cũng bỏ bê chăm sóc bản thân, nên nhìn Như Quỳnh bây giờ có lẽ phải gấp đôi so với lần về nước trước đây. Sau nhiều biến cố, người thân lần lượt qua đời, ngày 12 tháng 4, em trai Như Quỳnh cũng đột ngột ra đi vì đột quỵ. Đây có lẽ là mất mát quá lớn đối với nữ ca sĩ. Sinh thời, Tường Khuê là người lo liệu trang phục cho Như Quỳnh mỗi khi đi diễn và xuất hiện trong các chương trình. Sự kiện lớn, anh được nhận xét giống chị gái vì rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là thời trang và ca hát. Hai chị em gắn bó với nhau suốt nhiều năm qua. Sau bao thăng trầm, điều hạnh phúc nhất với Như Quỳnh là đứng dưới ánh đèn sân khấu phục vụ khán giả. Nếu có kiếp sau và được lựa chọn lần nữa, tôi vẫn xin làm ca sĩ đứng hát trước khán giả và hát suốt cả cuộc đời. Tôi nguyện hát đến khi nào tóc bạc thì nhuộm lại rồi hát tiếp, cô tâm sự.